Tóm lại một câu á, thì những ông nào mà đã dính đến mấy cái xe thổ tả này thì kiểu đéo gì cũng dở hơi. Nhất trí với nhau là vậy thì mới chạy được xe này. Hello, các ông thích dí giá và bình xăng công hết chưa? Cái clip này thì chia sẻ những cái gì mình biết cho các ông thích chơi và các ông mới chơi, chứ còn ông nào mà chơi lâu rồi thì đi ra đi, đừng có coi coi nó không có gì hay ho đâu. Rồi, đây là Nó là chiếc xe thổ tả và đây là gã dở hơi. Nó xuất xứ từ đâu và cái nguyên lý hoạt động nó như thế nào? Xuất xứ ở thành phố Minsk của thủ đô của Belarus thì nó mới tên là Min. Đôi khi á, thì nó chạy bằng xăng pha nhớt, mà đôi khi á, thì nó chạy bằng cơm đẩy bộ á. Rồi xe này có ngon không? Nói chung cân ký bán ve chai cũng ngon đó, thì xe này cân ký chắc cũng được 500-600 ngàn á. Xe này ai chạy được? Để mà chạy được xe này á, thì nó phải cần một cái sự nhẫn nại, kiên trì và sức khỏe dẻo dai để đạp không nổ, đạp hoài, đạp khi nào mà lủng cái dép vậy thôi. Lủng cái dép nó không nổ thì vô số đẩy cho nó nổ. Còn không thì kiếm cái dốc nào cao thì cao, xong rồi đẩy bộ lên xong thả trôi xuống là nổ à. Còn xe này đi đường dài có được hay không? Được quá đi chứ, vấn đề là các ông có đi được hay không thôi. Còn kêu mà bao xe này đường dài không hư, tôi nói thật chứ cái đợt mà tôi đi chiếc Click từ Vũng Tàu đi ra đến Lào Cai tính thay bình nhớt mới có 2.000 cây thì chưa được 2.000 cây nữa, trong cái thông số kỹ thuật nó là để 2.000 cây thay nhớt, thì mình ra mình thay má xe ba xị nhớt đổ ra được còn xị, thế là đi luôn cái cam xe đời mới á. Không có cái xe nào đi đường dài không hư hết á, còn cái xe quỷ này đi đường dài má bao năm đường luôn. Tôi nói là bao năm đường luôn. Không xích trùng thì cũng lủng bánh xe, lủng bánh xe mà cái lốp 18 này á, đi vào mấy cái tiệm vá xe nhìn vô nó chán, nó không muốn nạy, nó không muốn vá. Tháo mẻ bánh ra mua cái ruột 18 hay là cái ruột 275 á, 17 nhét vô. Chạy tiếp chứ hơi đâu mà vá. Rồi cái tiếp theo nữa là các ông chạy mà gánh đi đường dài mà gánh vòi vòi thì không biết cái xích nó trùng lúc nào và nó tuột xích hay nó đứt xích lúc nào đâu. Vui lắm, nó đứt xích một cái là nó làm cho một nùi nghiêm trọng, nên tháo ra và để nó trần truồng như thế này để mà lỡ nó có đứt xích nó không có quấn vô cái bánh xe và mình không có bị té. Xe này leo đèo ngon, ngon, công nhận là ngon. Phải là mấy cái đèo ở ngoài ngoài Tây Bắc á, chứ còn mấy cái đèo ba cái đèo Bảo Lộc, đèo Ren hay là đèo cái gì Hải Vân gì đó cứ số 3 số 4 mà phi thôi. Đường cái nồi nó cực kỳ ngon luôn, leo chừng hai ba cái đèo cái là tự nhiên nó cháy bố với cháy la thép hết rồi, la thép là đen thùi lùi hết, bố là nó cũng đen lăn à, bóng lộn rồi sao chạy. Rồi tháo ra thay bố thay la thép chạy, đó là dành cho mấy ông mua về để đi đường dài. Xăng nhớt pha tỷ lệ như thế nào thì ở trên nắp bình xăng nó có ghi á, 1/20 với 1/25 thùng xăng đổ nửa lít nhớt được rồi, chạy tới nóc luôn. Xe này được cái là nó không có chạy nhanh đâu, làm cỡ nào cỡ chạy cũng 100 đổ lại à, mà chạy chi tới 100 vậy, nó rung má, chạy chạy cái yên xe nó rung cái đít má mắc ỉa lắm luôn á. Nói chung là mình nợ anh em những cái clip mà hướng dẫn sửa những cái lỗi cơ bản, ví dụ như thay lá bố rồi tăng xích rồi mấy cái linh tinh lăng tăng của bô của bủng đồ điện đóm đồ tù lưa tào lao đồ, để cho anh em an tâm đường dài là cứ phải ngủ dọc đường nó mới vui. Nhất trí với nhau là vậy thì mới chạy được xe này. Anh em cứ việc comment và chia sẻ những cái bí kíp để chúng ta yêu mến hơn, để chúng ta đỡ phải lên xe đi bán ve chai. Cảm ơn anh em đã đón xem và nhớ subscribe, nhớ đăng ký kênh và coi những cái clip tiếp theo thì cũng rất là hay ho. Có thể là anh em nói không được hoặc là anh em có cái này có cái kia anh em trình bày không được thì anh em cứ bình luận ở phần ở dưới á, thì tôi sẽ tổng hợp lại và trong một cái kiến thức hạn hẹp của tôi thì tôi biết cái gì tôi chia sẻ cái đó thôi. Kiến thức là để chia sẻ mà. Đừng đem xe đi bán ve chai nha. Không có được giá đâu.